Rồi hello anh em nha. Em mới về em Sigato. Tên vậy kìa, điểm luôn. Sigato 2016, một chủ ha anh chị ha. Ngồi là của anh khách, rất là dễ thương, đẹp trai, vô tính. Đó, Sigato ha. Giờ cũng đã là 7 giờ mấy tối rồi. Em đi bằng em Yote nhập của em nè. Yote 25 T600 turbo máy Mitsubishi nhập ha anh chị ha. Thì xe này đó, rất là đẹp ha anh chị ha. Chịu chà bá và giá rẻ ha. Em này nhỏ mà có vỏ nè, màu đỏ hy vọng thì tới tới anh em mua xe màu đỏ chạy đẹp ha. Bên em màu đỏ em còn Ford Mondeo nè, em còn Kia Seato, em còn Crew ha, em còn Mitsubishi Rannit ha. Màu đỏ còn được 4-5 xe, à còn Spark nữa, còn 5 xe, còn 5 xe màu đỏ ha. Đó, xe ngay chủ, một chủ từ đầu phải không anh đứng tên xưa giờ phải không? Ừ đúng rồi em. Dạ. Đó. Anh em nào xem được ủng hộ anh Thịnh nha. Đó, xe màu đỏ về đội về cho hai bạn áo đỏ chạy luôn. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Anh em nào nhu cầu mua bán liên hệ em ha. Xe này bán 300 mấy, giá rẻ bèo.